Hi, chào mừng mọi người đã đến với Linh Ẩm Thực nha. Thì hiện tại các bạn biết không, mình đang ở Bến Tre nè các bạn. Mình vừa về đây hồi chiều. Tự nhiên ổng kêu chúng ta. Thì mình vừa làm xong cái cây thất tịch kiếm nè các bạn. Này các bạn thấy không, mình chỉ làm được 18 đồng xu thôi. Sư phụ nói với mình là có tận 20 đồng xu lận các bạn, chứ phải 19, 20 đồng lận. Nhưng mà cái ngày hôm qua lúc mà mình lấy đồng xu thì hiện lên có 18 mà các bạn, hiện lên 19 chứ, mà mình lấy được 18 mà các bạn. Đáng lý ra còn cái đuôi kiếm nữa các bạn, nè các bạn thấy kiếm không đó, còn cái đuôi nữa là dưới đây nè các bạn. Ở đây có thêm 2 đồng nữa thành một cái đuôi kiếm, nó mới hoàn thành cây kiếm các bạn. Cái này nó chỉ hoàn thành tới 99% các bạn, 95% đó các bạn. Thì tối hôm nay mình sẽ thực hiện nghi thức để tiêu diệt con quỷ mắt xanh. Thì lần trước khi mà con quỷ mắt xanh nó hiện lên thì mình thấy nó và mình bắn được nó. Gì ta? Bỗng nhiên con ngỗng nó kêu các bạn, nó kêu quá trời kêu các bạn. Mình vừa nói cái nín luôn. Nó im rồi các bạn ơi. Bỗng nhiên á, mình vừa mở miệng lên á là con ngỗng nó kêu. Hồi nãy giờ mình chuẩn bị cái nghi thức ở đây nè là không có các bạn. Bỗng nhiên mình vừa bật camera lên mình nói chuyện với các bạn á thì con ngỗng nó kêu các bạn, hình như là có cái gì đó các bạn. Thường á ngỗng nó kêu á là có ma nha các bạn, thường là vậy á. Thường các bạn nuôi ngỗng á để nó giữ nhà ban đêm á, khuya á có ma tới hay ma vô nhà là nó sẽ kêu các bạn. Rồi các bạn, hôm nay á thì mình sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi hòa thần để tiêu diệt con quỷ mắt xanh. Tại sao mình lại đi kiếm những đồng xu này về mình làm kiếm? Bởi vì con quỷ mắt xanh này á, nó là con quỷ ma da các bạn. Nó không có sợ lửa. Những ngọn lửa mà triệu hồi hòa thần, những ngọn lửa bằng những thanh kiếm bình thường á, nó không tiêu diệt được nó các bạn. Hôm nay mình sẽ sử dụng thất tịch kiếm này nè, mình kêu gọi hòa thần để tiêu diệt con quỷ mắt xanh. Rồi các bạn, không dài dòng, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thực hiện nghi thức. Bởi vì sao không, mấy bữa nay mình gửi chú Tâm ở trong chùa các bạn. Hôm nay mình đem chú Tâm về rồi. Và nói chung là nếu như đem chú Tâm về thì sẽ nguy hiểm cho chú Tâm. Cho nên hôm nay mình sẽ... Nói chung là mình đang rất là mệt các bạn. Bởi vì mình chạy từ Bà Rịa về. Cái đoạn đường nó không quá xa nhưng cũng không quá gần các bạn. Nói chung là cũng hơi mệt. Cho nên hôm nay mình sẽ... cố gắng tiêu diệt con quỷ mắt xanh để mình nghỉ giải lao các bạn. Mấy này mệt quá trời mệt các bạn ơi, bị nó đeo bám từ dưới quê, từ Bến Tre về tới Bà Rịa. Xong á mình từ ngay chỗ nhà trọ mình á, mình chạy lên rừng á mà mình vẫn bị theo các bạn. Nói chung là quá mệt mỏi các bạn, cho nên hôm nay mình sẽ kết thúc sớm để nói chung là tiêu diệt xong con quỷ mắt xanh này, mình sẽ tự thưởng cho mình một cái gì đó nha các bạn. Rồi ok các bạn, bây giờ thì bắt đầu nghi thức. Rồi các bạn, cái thức này cũng giống những cái thức lần trước nha các bạn, cho nên cái thức này mình sẽ không nói gì nhiều, mình sẽ làm nhanh. Bây giờ mình sẽ che mắt lại.
Bây giờ mình sẽ mang cái chén máu và con hình nhân này đi qua bên cái nghi thức bên kia nha các bạn. Rồi các bạn, ở đây mình có chuẩn bị một cái nghi thức nè các bạn. Đó, mình có chuẩn bị một nghi thức, và quan trọng nhất là mình có chuẩn bị một cái lồng để nhốt cái con quỷ nè các bạn. Thấy cái lồng không? Đây là một cái bội gà như các bạn, nhưng mà mình đã làm phép vào trong cái bội. Mình đã câu những sợi chỉ đỏ và mình đã dán 8 cái lá bùa. Để một lát mình sẽ nhốt con quỷ các bạn. Một lát mình sẽ dùng cái chén máu này các bạn. Cái chén máu này với con hình nộm này mình sẽ đặt ở chính giữa cái hình bát quái. Sau đó con quỷ nó mà đến, nó uống cạn cái chén máu này các bạn. Đây, chén máu này. Nó uống cạn cái chén máu này thì nó sẽ bị tê liệt, bởi vì mình đã làm phép với chén máu này rồi. Giống như là thuốc mê các bạn, nó uống cái chén máu này thì nó sẽ bị tê liệt. Sau đó mình sẽ, đây có sợi dây này các bạn. Mình sẽ dùng cái kéo này mình cắt đứt sợi dây. Đây, sợi dây nè các bạn. Thì cái lồng này nó sẽ rớt xuống, nó ụp lại. Nó sẽ nhốt được con quỷ. Và mình sẽ sử dụng cái lá bùa trừ quỷ với cái thất tịch kiếm này á, mình triệu hồi hỏa thần để tiêu diệt con quỷ nha các bạn. Rồi các bạn, bây giờ thì mình sẽ làm liền nghe các bạn. Rồi các bạn, mình vừa đặt cái chén máu vào và cái con nộm vào, bây giờ chưa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đốt cái nhang lên, giống như là mình báo hiệu cho nó biết vậy các bạn. Rồi. Mình sẽ làm phép và thắng cái lá bùa nữa nha các bạn. Khúc này mình sẽ tua nhanh các bạn ơi. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm phép vào con hình nộm và cái chén máu một lần nữa nha các bạn. Để mình đặt camera xuống các bạn. Ok các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi qua góc bên kia. Mình sẽ đi qua góc bên đây, mình ngồi mình đợi nha các bạn. Mình sẽ ngồi đây. Mình đợi đây các bạn. Cái kéo, mình sẽ cầm cái kéo lên. Mình sẽ cầm cái kéo này mình đợi. Khi nào mà cái quỷ nó uống cái chén máu á, thì mình sẽ cắt sợi dây cho cái lồng này nó ụp xuống nha các bạn. Mình nghe nó kêu các bạn ơi. Mình nhớ nó sắp đến rồi các bạn ơi. Bởi vì lần này con quỷ nó khôn lắm các bạn ơi. Nó biết mình có thất tịch kiếm á, cho nên là bây giờ mình sẽ đốt cái lá bùa che mắt nó các bạn. Rồi ok các bạn, mình che mắt nó thì nó sẽ không thấy mình ngồi đây nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ ngồi đây đợi. Khi nào nó uống chén máu á, mình nghĩ là nó gần uống chén máu các bạn. Ở bên kia mình có đặt một camera phụ các bạn. Bây giờ mình chỉ cần đợi cái chén máu nó cạn là con quỷ nó sẽ bị nhốt liền nha các bạn. Mình sẽ cắt sợi dây liền nha các bạn. Đây đây, mình đang cầm cái kéo các bạn.
Hình như là con quỷ luôn luôn, chạy mau kìa. Mình đã giật camera xuống mình hàng mã nha mày. Kìa mày, đây là cái bộ trừ quỷ nha mày. Ở đây là cái kiến. Tỉnh hóa thần, hạ phàm tướng trợ, cấp cấp như được lệnh. Cung tỉnh hóa thần, hạ phàm tướng trợ, cấp cấp như được lệnh. Nó hơi xéo một bên nha các bạn, nhưng không sao, nó vẫn nhốt được cái con hình nộm với trang máu là được các bạn. Bởi vì con quỷ đó nó uống trang máu là nó nằm ngay trang máu đó các bạn. Sao như bị tối, camera như bị tối các bạn ơi. Bỗng nhiên camera mình nó bị tối thui các bạn, mình mới chỉnh lại á. Sao mình cứ có cảm giác ở bên đây có ai đang đứng bên đây nha các bạn. Nè, các bạn thấy không, cái chén máu hồi nãy nó đầy các bạn, bây giờ nó cạn rồi các bạn. Một lát mình mở camera phụ cho các bạn sau câu nha. Bây giờ mình lại ngọn lửa tắt mình coi thằng như thế nào nha các bạn. Rồi các bạn, sau khi mình chờ đợi một lát á thì cái thức mình nó đã tắt lửa rồi các bạn, cái chạy của mình nó đã tắt rồi. Bây giờ mình sẽ kéo cái lồng mình lên cái đã. Không biết sao lửa lần này nó cháy rất là lâu các bạn, nó cháy khoảng chừng 10 phút luôn các bạn. Lần trước mình làm á, nó cháy không có lâu. Rồi, mình đã máng cái lồng này lên rồi các bạn. Sao mình chưa cảm giác ở mấy anh đây có ai đang đứng đó các bạn. Ai đang đứng mà nhìn lại nghi thức hồi nãy giờ luôn các bạn, mấy lần rồi các bạn. Mình cứ cảm giác có một người đàn ông nào đó đứng bên đây nhìn lại nghi thức. Thường thì con ma da nó bị tiêu diệt nó chết thì nó sẽ để lại một cái vết vết nhơ các bạn, vết vết đen á, chất nhầy màu đen các bạn. Để mình kiếm coi nó có đây không. À quên, cái lồng này nó chụp á, nó chụp chỉ được nửa cái hình bát quái bên đây thôi các bạn. Bên đây chắc không phải rồi, mình nghĩ là bên đây. Ủa không có ta, hay là ở đây. Mình nghĩ đây là con ma da nó chết rồi các bạn, nó chết nó để lại một cái dấu như thế các bạn. Nè, cái chén máu nãy mình nó đầy à, giờ nó còn có như đây các bạn. Không lẽ nó còn ta? Không phải đâu các bạn ơi. Các bạn, con ma da nó đã bị tiêu diệt rồi các bạn. Mà mình thắc mắc một điều á, là hôm nay á, mình chịu hoàng hóa thần các bạn, mình không mệt các bạn. Mình cứ nghĩ là sau khi mình chịu hoàng hóa thần á, thì mình sẽ ngất xỉu luôn các bạn. Nhưng mà không các bạn, mình rất là bình thường. Mình chỉ hơi hơi mệt các bạn. Hồi sáng nay mình chạy từ Bà Rịa về đây, rồi mình chuẩn bị đầy đủ cái nghi thức hết á, mình rất là đuối luôn. Mình cứ nghĩ là sau khi thực hiện nghi thức này á, mình sẽ xỉu luôn các bạn, mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng á, mình không có các bạn. Nó bình thường,
mình chịu hồi bằng cái tách thịt kiếm á, nó không có mệt y chang như là mấy cái lần trước các bạn. Ủa mà tách thịt kiếm mình đâu rồi ta? Để mình để ở đây nè. Ủa kìa, sao đây là hai cái lá bùa? Ủa cái tách thịt kiếm mình đâu rồi ta? Ôi, hai cái lá bùa giống nhau với bạn, giống như bản copy vậy các bạn ơi. Hồi nãy mình đốt cái lá bùa này nè, cái lá bùa bên tay phải nè, là nãy mình đốt nó cháy, mình chuyển cái nghi thức á. Còn cái lá bùa này ở đâu? Ôi, hai cái bùa giống như trang luôn các bạn ơi. Nè, cái vết cháy à, nó chỉ khác nhau một chút xíu à. Ủa mà cái tích tìm kiếm này nó không tiêu rồi. Nãy mình để ngay chỗ cái lá bùa này nè, nãy mình để này nè các bạn. Ủa kỹ ta. Tự nhiên mất tiêu cái thắt thịt kiếm này các bạn ơi. Không lẽ nó quay về chỗ cũ rồi các bạn. Giống như lần trước á, cái đồng xu nó tự biến mất á. Không lẽ lần này thắt thịt kiếm á, sau khi mà mình tiêu diệt con quỷ rồi á, thì cái thắt thịt kiếm của mình nó đi về chỗ cũ rồi các bạn. Mình không sở hữu được nó các bạn ơi. Nói chung là không sao, mình đã tiêu diệt được quỷ ma gia rồi á, thì không sao các bạn ơi. Không sao, nói chung là cũng hơi tiếc các bạn, hơi tiếc vì đã mất, như là hơi tiếc vì đã mình không sở hữu được cái thắt tịch kiếm. Cái gì ta, cái gì nó kêu cục quả các bạn. Rồi các bạn, thì video mình xin kết thúc ở đây. Nếu như các bạn thấy video của mình hay á, thì hãy để lại cho mình một like, một chia sẻ, một bình luận và một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nói chung là có lẽ mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.